Rồi, hello, xin chào mấy anh trai ha. Chúc mấy anh trai ngày mới tràn đầy năng lượng ha. Rồi, chào mấy anh trai đến với kênh Phụ Kiện Đi Rừng của anh Bảy Thép ha. Bữa nay tiếp tục lên cho mấy anh trai tham khảo làm một cái liều ha. Cái liều ngụy trang ha anh em. Cái liều ngụy trang này là cái liều nó không thấm nước ha. Liều không thấm nước ha. Liều không thấm nước, trong anh em bung ra mạnh lắm ha. Ở trong có cửa sổ rồi mình kéo dây kéo hai chiều ok lắm nha anh em. Tại vì ở đây thì nó chật nên anh em không có bung ra được ha. Cái này là cái liều này là ngụy trang ha. Mưa nhỏ là không bao giờ thấm nước nha anh em. Cái liều này chiều cao lên là 1m, bề cao lên là 1m1, bề ngang là 1m nha anh em. Cái liều ha, giải không thấm nước ha anh em. Mưa phùn là không thấm ha. Cái liều này thì có cái quay quải sau lưng ha, hai cái quay quải sau lưng ha. Nè anh em mình quải dễ tiện lắm nha anh em. Có hai quay quải ha. Rồi cái liều này hiện tại em bán là 380 ha. Bao ship cho anh em ha. Bao ship, mưa không thấm nước ha anh em. Mưa không đâu thấm nước ha, giải là giải mưa nhỏ không thấm nước ha. Liều 380 nha anh em, bao ship cho anh em ha. Bề cao lên 1m, bề cao 1m1 ha. Bề ngang là 1m ha anh em. Liều này bán nhiều lắm nha anh em. Liều ngụy trang ha, liều đi gần ha, liều bán nhiều lắm. Tại vì ở đây là cái chỗ chật quá em không bung lên cho anh em coi được ha. Là đúng như những gì em nói với anh em ha. Liều này bán nhiều lắm nha anh em. Rồi anh em nào có đặt hàng em có để số điện thoại trên màn hình đó. Kênh của em là kênh Bảy Thép ha. Hoặc là nhắn tin số đó trên Zalo hoặc là điện thẳng trực tiếp ha. Em có để số em trên màn hình đó anh em. Điều quải nha anh em, có hai dây quải trong lưng ha, gọn lắm ha nè. Bề cao lên 1m, bề ngang mực cao lên 1m1, bề ngang 1m ha. Mưa nhỏ không thấm nước anh em, giải chất liệu giải cái dù không thấm nước ha. Rồi tiếp tục lên cho anh em là cái giải ha anh em, cái giải ngụy trang ha. Giải này rộng lắm nha anh em, bung ra rộng lắm ha. Cái giải này anh em chui vô hai người bình thường ha. Nó có cái lỗ thoáng nước. Thoáng. Cái giải này nó mát lắm nha anh em, chùm lên mát lắm nha, nó không có hầm ha. Không có hầm ha, nó có mấy cái lỗ thoát hơi ra, không có hầm ha. Giải mềm lắm nha anh em. Giải ok lắm. Cái này 2-3 người anh em chui vô là không có bình thường ha. Nó rộng lắm nha anh em. Ở giải này hiện tại đang bán là 170 nha anh em. 170 ha. 170 nha anh em. Anh em nào đặt hàng em có để số điện thoại trên màn hình. Mấy hàng này thì đồ ngụy trang anh em đi gần thì anh em chắc không biết nhiều à. Rồi tiếp tục lên cho anh em xem tham khảo là một cái áo ha. Một bộ đồ ha, một bộ đồ đi rừng ha anh em. Bộ đồ ngụy trang ha. Bộ đồ hiện nay nó có hai màu. Anh em thích màu nào thì em lấy màu đó. Anh em báo số ký với cân nặng chiều cao á. Em lấy đúng ấy cho anh em luôn ha. Áo này dạy có nón đội nha anh em. Nó bao gồm là một cái nón kết, một cái quần đồ đầy đủ cho anh em. Có khẩu trang ha. Đầy đủ như trong mọc như vậy nè. Là hiện tại là một bộ như vậy đầy đủ là một cái nón kết nè. Một cái nón kết như vậy, một cái áo, một cái quần, một cái khẩu trang. Là hiện tại là em đang bán là giá 400 nha anh em. 400 ha, bao ship anh em ha. 400 bao ship anh em ha. Có hai màu, anh em thích màu nào này nói em lấy ha anh em. Hai màu ha. Hai màu. Anh em báo số ký với chiều cao hình nặng đi em lấy xe cho anh em ha. Có nón chùm nữa nghe nè. Cái giải này nó dày lắm nha. Trông dày lắm nha anh em. Cái này đi gần không sợ lạnh ha. Đã lắm nha anh em. Mấy này bán nhiều lắm nha anh em. Rồi, tiếp tục lên cho anh em tham khảo là một cái ba lô ha. Ba lô đi gừng hay anh em, ba lô này 250 ha. Ba lô này đựng được nhiều đồ lắm nha anh em, có nhiều rất nhiều ngăn ha. Nhiều ngăn lắm nha anh em. Ba lô này đựng được nhiều anh em đi gừng đựng đồ 2-3 ngày chuyện bình thường ha. Anh em ví dụ như đựng đồ mình đi gừng 7 đồ. Cái này đựng cái liều là bình thường nha anh em. Cái liều đánh máy cho anh em coi ha. Rộng lắm nha anh em, tiện có liều rồi anh em đựng nhiều lắm nha anh em. Liều nè, để em đựng gà lên cho anh em coi ha. Anh em đựng quần áo đồ bảy đồ trong này lo đồ anh em đi đựng nhiều lắm nha. Này đó, đựng vô cái liều rồi mà anh em thấy nó gọn hơn không? Cái liều trong này rồi đó, anh em đựng cái lo quần áo đồ anh em đi 3-4 ngày bình thường. Rộng lắm. Đó, đựng luôn cái liều đó ha, anh em thấy không? Gọn hơn. Nè, dày lắm nha anh em. Chắc chắn 250 bao ship anh em luôn ha. Quay rải là chắc chắn anh em nhìn. Ok anh em. Có lô này anh em đi bao ngày bình thường để đồ quần áo, thuốc men đồ về đồ dụng cụ đồ mình không sợ rơi rớt ở ngoài ha anh em. Còn lần nữa cảm ơn mấy anh em nhiều ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em. Ngoài ra em có bán lẻ nữa nha anh em. Cái nón ta bèo này hiện tại là bán giá là 80 ha. Anh em nào thích nón ta bèo có nón ta bèo nữa nha anh em. Rồi nón kết ghẹ, nón kết lẻ em cũng có bán luôn ha. Cái lẽ là em bán hiện tại là 60 anh em. 60 ha. Nó ta bèo ha. Anh em thích là alo em ha. Nói chúc mấy anh trai thật nhiều sức khỏe anh nè. Thật nhiều năng lượng trong cuộc sống anh nè.
đầy đủ phụ kiện đi dựng ha anh em. Rồi hẹn gặp lại, chào chào mấy anh trai lần sau ha.